Trong những ngày qua, nhiều tàu cá của ngư dân Quảng Nam bị đội tàu hơn 40 đến 50 chiếc của Trung Quốc ngăn cản, đe dọa và phun vòi rồng làm hư hỏng máy móc, thiết bị phục vụ khai thác hải sản ở vùng biển thuộc lãnh hải Việt Nam. Từ khi Trung Quốc ngang ngược hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép trên vùng biển nước ta, nhiều ngư dân đã phẫn nộ trước sự bành trướng của Trung Quốc. Trở về đất liền an toàn, nhưng ông Huỳnh Văn Thanh, ngư dân xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, vẫn không sao quên được hành động ngang ngược của đội tàu Trung Quốc. Ông cho hay, vào chiều ngày 6 tháng 5, khi tàu cá của ông cùng 12 lao động đang trên đường trở về, mang theo hơn 10 tấn hải sản sau chuyến đánh bắt dài ngày ở vùng biển Hoàng Sa, thì gặp phải đội tàu hàng chục chiếc của Trung Quốc dàn ra ngăn cản. Tàu cá của ông gồm 12 ngư dân phải chống chọi gần nửa giờ đồng hồ với hai vòi rồng cỡ lớn phun thẳng vào tàu cá. Anh ấy tầm mình tới làm quét mình ấy, bị đi mình đi xuống thì mình cũng qua lấy đi xuống, qua mũi đi xuống, đi xuống một đoạn là không biết cái tàu là cái xô đó nên có chỉ thị cho mình không biết cái nào. Bà đầu cũng tái qua cũng xóa cống nước ra trước, bà đầu xóa ra là nước đỏ nước kia mà cũng qua bất sợ luôn. Cái là quá không biết là. Không riêng gì tàu cá ông Thanh, mà các tàu cá của ngư dân huyện Núi Thành, Thanh Bình, tỉnh Quảng Nam bị sách nhiễu hàm dọa, cản trở bằng hành động vô lương của các tàu cá Trung Quốc. Nhiều ngư dân cho biết, dù tàu của họ chạy cách giàn khoan chừng 5 đến 6 hải lý, nhưng vẫn bị tàu lớn màu trắng kẻ sọc đỏ của Trung Quốc chạy hết tốc độ sọc thẳng tới rồi kè sát tàu để tạo sóng, hòng gây áp lực. Dân cũng có trách nhiệm, mình phải đấu tranh để mà kiếm cái chuyện lòn của mình, chứ mình không đấu tranh với họ làm vô họ tự mua mình lòn nữa. Quảng Nam mình tà thuyền bên đây cũng gần 500-700 chiếc chứ không phải là ít, mà mình do khu vực đó mình lòn rã rất lây thì đó cũng là cái khu vực có mực nhiều chứ không phải là không. Bất chấp sự ngang ngược của Trung Quốc, ngư dân Quảng Nam không hề nao núng, vẫn vươn khơi bám biển đánh bắt hải sản trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. Việc vươn khơi bám biển của bà con ngư dân không chỉ làm ăn bình thường mà còn thể hiện trách nhiệm giữ vững chủ quyền biển đảo của nước ta.